Hi mọi người, trưa nay ăn trưa tại nhà hàng Nam Bộ ở Tân Bình, ở tầng Tân Phú, quận Tân Phú các bạn. Vẫn những gương mặt thân quen này thôi. Nói chung là lên Sài Gòn thì có Tùng rành đường Sài Gòn thì đi đâu Tùng hướng dẫn đi là cũng ok. Mà xã thì bây giờ cứ selfie biết à. Hello khán giả các bạn. đang gọi đồ ăn các bạn, đồ ăn ra quay cho các bạn xem nha. Khung cảnh quán rất là đẹp các bạn, quán rộng rãi thoáng mát. Now then we go home together. No hair wash. No hair wash. Yeah, I'll go take a shower. So am I supposed to sit on the cold water or hot water? Cảnh rất là tuyệt vời, mát mẻ. Bên kia là khu vực máy lạnh các bạn. Ngồi ngoài cho nó thoáng mát, ngồi máy lạnh biết nè. Mà trên lầu có mấy cái phòng biết nè. Cảnh đẹp quá ha. Ở bên đó thì đặt bắt đồ nào cũng được. Thế bên này thay vị món đầu tiên các bạn, rau luộc thô quẹt. Ngon quá anh ý. Good không? Nice. Đây bây giờ các bạn, bún dê nướng nên là cỏ nướng luôn. Sức khỏe quá. Không phải không? Rồi, đây là lươn các bạn. Lươn kẹp xả hay miếng xả vậy? Quá này cũng được chứ hả? Cá tế tượng mà tế tượng chiên xù uống bánh tráng con gà giận quá hả, nãy biết đừng lỡ tí nữa sao đâu có đậu phộng nhà không được. Trở bề kia lại, trở bề kia, trở bề kia nó có mùi là không được. Khổ. Rồi mời cả nhà dùng tiếp con cá siêu tiện này nha. Vậy bắt đầu bọc vừa lôi chân đậu. Chứ nhờ ăn được. Ăn là vô bệnh viện liền á. Bị dị ứng. Ăn gì? Ăn cái này, chậm cái này. Giận quá ha. Coi người đẹp cuốn một cuốn nó đẹp không nha, cũng như đẹp trời đó nha. No, tại tính đẹp và tại anh nói cái nó không có đẹp. Nguyên luôn, gấp nguyên luôn. Có sẹo sẹo có xương. Đó, có xương, xương giòn đúng mà, nai luôn. Em ăn đi nha. Đúng không? Ok không? Tới bây em ăn đi, em ăn trước đi. Anh ăn sao? Em không ăn khoai apple. Có lẫn thêm rồi. Thank you. Bữa nay anh ăn
quá. Hấp dẫn quá. Chưa nhờ, nói chung là đồ Việt Nam cũng ăn chưa quen các bạn. Cho nên là muốn trở lên Sài Gòn ăn sushi rồi được. Mà tại lần này chưa quen, lần sau có thể là được. Lần sau về là ăn có thể là ok hơn. Tập ăn từ từ. Hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn được. Quấn là sao mà cắn rồi, cắn một cái cho nó ngon lành ra là được. Chết, thèm chết. Chết. Yeah. Good. Được không, được không? Phát biểu cảm nghĩ thôi. Hảo hảo không? Cái này ngon, cái này thì kì. Cái gì đó? Chấm khác. Ngon quá hả? Sao có mắm nêm không? Không ok hả? Ok, bây giờ cũng trễ và no các bạn. Cho nên là bây giờ mình dừng video ra nha các bạn. Về là cho chị nhà đi làm bóng tay với chân nha. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Nam Dân Thăm Minh Luân nha. Xin chào và hẹn gặp lại.